Vâng, hôm nay là ngày 4 tháng 4, cửa hàng Ba Trang lên clip giới thiệu cho mọi người lô máy tỉa cành này, tỉa bờ rào hái chè nhé các bác nhé. Thì con máy này thích hợp cho các bác nào mình có những cái bờ rào hay là mình muốn về mình tỉa cành cây chè, cây cảnh, cây bonsai các kiểu đó. Thì cái lô này là lô TX. Đấy, thì cái gồm có 10 cây cho các bác lựa chọn này. Đầy đủ thương hiệu này. Bitsu, Mazu, Zubi, Zobin, Singu này, Sinewa này, Kobasu này, Zobin này, Tanaka này các bác nhé. Thì số điện thoại cửa bên em là 0976123370. Bác nào xem clip thì vui lòng cho em xin nút đăng ký kênh. Đăng ký kênh, xin nút like, bật chuông thông báo ạ. Rồi ok. Thì cái lô này em xin phép giới thiệu chi tiết. Đầu tiên là một con TX1, là một con máy đến từ thương hiệu Kawasaki TG18 nha các bác nhé. Đây một con máy tỉa cành Nhật bãi này. Cái máy này gọi là máy tỉa cành hay là tỉa bờ rào đấy. Thì con này nó là 10 TG18 18cc, nòng có tầm 30 ly. Đấy. Lưỡi con này thì nó dài tầm 50 cho bác này. Lưỡi còn rất là đẹp nhá. TG18 TX1 này. Máy còn rất là đẹp. Bác nào quan tâm sản phẩm muốn test thử thì cứ liên hệ qua số Zalo 0976123370. Em sẽ test cho các bác này. Rồi, ok, đầu tiên con TX1 con này còn nguyên tay chắn nhá, còn rất là mới, máy còn rất là đẹp này. Con này thì bán anh em giá chỉ được 1.100.000 bao ship. Con TX1 1.100.000 bao ship thôi ạ. Ok. Rồi. Đến con TX2. TX2 là một con máy đến từ thương hiệu Tanaka 2000. Con này là 20cc, nòng tầm 32 ly. Con này thì máy rất là 31 ly, máy còn rất là đẹp nhá. Đây. Nói về cái động cơ Tanaka này các bác biết rồi, nó chạy cực kỳ bền bỉ này. Chế oan bồ cực kỳ đẹp nhá. Đây. Lưỡi con này thì nó rơi tầm 55 các bác nhá. Đấy. Hai lưỡi này. Thích hợp các bác nào mình tỉa ngang tỉa dọc như này. Bác nào quan tâm sản phẩm cứ liên hệ qua Zalo 0976123370. Bên em sẽ test cho các bác này. Con này thì bán anh em giá là 1.400.000 bao ship. Để nói về những cái lưỡi của lưỡi sắt, chất liệu sắt của Nhật Bản thì các bác yên tâm nhá, chất lượng thép nó rất là sắc mà cực kỳ bền bỉ cho các bác luôn, không sợ mòn các kiểu. Rồi con TX3. TX3 này cũng là một con Tanaka. Con này TH T220cc, cỡ nòng tầm hơn 31 ly nha các bác nhá. Con này thì máy còn rất là đẹp này. Đấy. Bồ biết trắng bốc này, lưỡi này dày cù luôn. Lưỡi tầm 55. Đấy, các bác cắt tỉa ở quanh nhà các bác mua con máy này thì rất là vip luôn. Cần gì phải cắt bằng kéo. Con máy rất là rẻ, những cái con này thì rất là tiện lợi, máy đã nổ ngon lành cành đào cho các bác. Con TX3 này. Con này thì bán anh em giá là 1.500.000 bao ship. Ok. TX4. TX4 này con đến từ thương hiệu Zobin nhá. Con này thì máy còn rất là đẹp này. Con này còn Zobin E20. Con này thì 20cc, nòng có tầm 30 ly. Đấy. Con này thì lưỡi của nó 60 nhá. Có cái máng cho các bác này. Đây, tất cả răng riết còn rất là đẹp luôn cho các bác này. Các bác nào muốn cắt rộng hơn mà các bác tháo vào cái máng này ra nhá. Đây. Máy thì đã nổ ok hết. Các bác nào quan tâm cứ liên hệ qua Zalo 0976123370. Em test nổ đô đốc này, chảy màu luôn. Đó. Chế chạy on bro, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu cho các bác luôn. Con này thì bán anh em giá là 1TX4 1.300.000 bao ship. 1.300.000 đấy. Ok. TX5. TX5 con đến từ thương hiệu Komatsu, Genoa Komatsu. Con này là máy con này là của nó là 23cc, nòng 32 ly nhá. Máng miếng còn rất là đẹp này. Lưỡi con này là dài 60. Lưỡi 60, tất cả trọng lượng máy những con này rơi tầm 5 kg rồi các bác nhá, rất là nhẹ nhàng luôn. Để bóp này. Bác chạy những con như này thì cắt tỉa bờ rào quá ngon lành cành đào luôn. Rồi, lưỡi của nó này còn rất là đẹp nhá. Thép của Nhật các bác yên tâm. Và cái độ bền luôn. Con số TX5 này giá là 1.400.000. Nó là thương hiệu Genoa Komatsu, một thương hiệu rất là nổi tiếng trong những động cơ 2 thì và 4 thì của nói chung là máy xăng của
Nhật Bản nhá. Chạy cực kỳ ngon, bao ngon, bao khỏe cho bác, bao bền luôn. Chế chơi ăn bồ. Ok, con TX5 giá 1.400.000 bao ship. Con TX6. TX6 là con đến từ thương hiệu Shinowa, một cái thương hiệu khá là lớn. Con này là 32 ly nhá, 23cc của con Shinowa. Đây. Máy móc này. Con này lưỡi của nó rơi tầm 60 nhá, lưỡi nó rất là đẹp luôn các bác nhỉ. Lưỡi con nào đều tam tắp luôn. Còn có cái máng hớt này. Con này thì chạy thì bao tiết kiệm nhiên liệu. Nói về cái Shinowa này thì nó quá mạnh rồi. Nói chung là những cái thương hiệu Nhật Bản thì cái thương hiệu nào nó cũng rất là ok. Rồi, con TX6 này giá 1.300.000 bao ship cho bác. Quay cận cảnh cho bác này. Rồi tiếp theo CX7. CX7 một con đến từ thương hiệu Singu này. Con này lưỡi rất là dài này. Lưỡi con này dài tới 70 nhá. Lưỡi 70 con Singu. Con này là nó là động cơ của nó là 23cc, nòng có tầm 32 ly. Lưỡi còn đẹp xuất sắc luôn, con này máy cực đẹp luôn, hàng về là đẹp. Con này lưỡi 70 nhá. Đây, răng nó này. Rất là đẹp luôn. Các bác đi hái chè đi tỉa chè chọn con này quá là ok, con này máy cực mạnh luôn. Máy lớn nhá các bác nhá, 23cc. Rất là khỏe. Con dòng Singu này thì chạy bao ngon cho các bác luôn rồi. 70 nhá, lưỡi 70 nhá. Con này thì bán anh em giá là 1.500.000 bao ship. 1.500.000 bao ship ạ. Ok, tiếp theo. Con TX8. TX8 là con đến từ thương hiệu Robin này, con này Robin AI. Con TX7 này là 34 ly nhá, động cơ 34 ly, em nói nhầm này. Con TX7 này là máy là 34 ly nhá. Con TX8 này nó cũng là 34 ly, máy lớn. Vì là những con lưỡi 70 thường máy sẽ rất là lớn. Con TX8 này thì nó là con đến từ thương hiệu Singu này. Lưỡi 70. Máy móc còn rất là đẹp luôn. Lưỡi này thì mình để ngoài mưa thì nó bị hơi bị hoen thôi, chứ còn không phải là lưỡi nó bị mòn mấy các kiểu này các bác nhìn này. Đó. Đấy, thấy chưa? Đấy, rất chất lượng luôn. Lưỡi rất thép, quá ok luôn. TX8 này bán anh em là giá là 1.400.000 bao ship. Bác nào muốn test thì cứ liên hệ qua Zalo 0976230, em sẽ test nổ cho bác luôn ạ. Rồi con TX9. TX9 là con đến từ thương hiệu ZB nhá. Một cái con máy ZB của Mitsubishi các bác ạ. Con này mã của nó là 410, con này lưỡi nó rất là đẹp. Hai lưỡi con này tầm 55 nhá. Này nó còn rất là đẹp, con này mới xuất sắc luôn. Bình xăng mình trước mới này. Máy đẹp. Con này thì bán anh em giá là 1.700.000 bao ship nhá. 1.700.000. Đây tổng quan con ZB này, con này rất là đẹp luôn. Bình xăng mình xước này, lưỡi liếc này. Đẹp nguyên luôn, như chưa dùng. Ok. Tiếp theo. Con TX10, con TX10 là một con đến từ thương hiệu Mazuyama. Đấy. Nói về cái Mazuyama này nó chạy bao tiết kiệm nhiên liệu cho các bác luôn. Con này là mã của nó là BH600, con này là 23cc, nòng 32 ly nhá. Con này tay gáo bóp này, bác tỉa. Chế ăn bồ luôn. Con này thì lưỡi của nó tầm 60 nhưng mà nó không còn giữ cái máng nó nhá. Bác nào mà về mình chế cái máng nó thì nếu mà để chạy máy Mazu, các bác chạy máy cắt cỏ Mazu các kiểu hay máy bơm nước Mazu thì các bác biết nó chạy cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, đặc biệt nữa là máy rất là dễ dàng nhạy nổ. Cái thứ hai nữa là cái con Mazu TX10 này thì nó tích hợp cái chụp giật trợ lực cho các bác này, tích hợp cái chụp giật trợ lực cho nên là giật rất là nhẹ nhàng luôn. Các bác nào lớn tuổi ấy, thì mình mua về mình tỉa bờ rào các kiểu, bác mong mua con này nhá, trợ lực rất là nhẹ nhàng đấy. Làm cái máng này đơn giản thôi, ra cái hiệu tôn người ta làm phát là xong. Ok, con TX10 này giá là 1.400.000 bao ship. Rồi ok, thì em xin phép kết thúc clip tại đây. Bác nào quan tâm sản phẩm liên hệ qua Zalo 0976 12330. Em sẽ tư vấn thêm sản phẩm. Cảm ơn mọi người theo dõi video. Chào tất cả mọi người ạ.